Anh ơi, gỗ gì đây mà mốc thế này? Không phải là gỗ này mốc đâu em ạ. Anh đang xem ở những cái đốm này. Đây chính là những cái tuyết của cái loại gỗ gọi là gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Và anh giới thiệu thêm với em một chút, đó là đây là một cái cầu Như Ý. Cái cầu Như Ý này thì anh đặt tên nó là cầu Như Ý Thập Toàn Báo Hỷ. Và bởi vì trên cái cầu Như Ý này thì có đục là 10 con chim. Và 10 con chim này thì đang trầu về giữa. Và ở giữa thì lại có một cái chữ phúc ở ngụ ý là 10 con chim đem những cái điều may mắn đến với gia chủ. Và bên cạnh đó lại còn có cắp thêm một cái chữ phúc để cho nó trọn vẹn hơn. Và những cái đốm mà em cứ tưởng hình dung là nó là cái bị mốc ấy thì không phải. Đây là những cái tuyết được kết tinh từ cái tinh dầu của cái gỗ hoàng đàn này. Và mặc dù là em đang thấy là 3-4 hôm nay ở Hà Nội đang nóng 38-39 độ, nhưng mà với cái phôi gỗ chất lượng thì nó đã, sau khi anh đục xong thì bây giờ là nó đã kết được những cái tuyết ở những cái khe kẽ như này. Và ngày hè như này em chỉ cần ở gần đây em ngửi một cái hương thơm như này thôi là em đã cảm thấy hương thơm vào mũi thì sảng khoái, mắt mình nhìn những cái đồ nghệ thuật thì cảm thấy là rất là tươi vui, một cái khung cảnh rất là rộn ràng. Cho nên là đây không phải là mốc đâu em nhé, đây là tuyết Hoàng Đàn Lạng Sơn đấy.